Chào cô chú, quý chị và các bạn. Hôm nay Tết cận kề kế bên rồi nha các bạn. Hôm nay là 22 Tết rồi. Chỗ chị có bán hoa gần chỗ trường Lê Thế Vinh nè các bạn. Mình thấy rất là nhiều hoa. Bây giờ sẵn tiện mình ghé mình hỏi chị rồi chia sẻ các bạn cùng xem rồi tham khảo mua được gì mua nha. Có nhiều loại hoa đẹp lắm nha. Dạ yeah, em chào chị. Chị cho em hỏi chị tên gì á? Dễ xin. Dạ, tên Giàu. Dạ. À, hôm nay chị bán ở đây được mấy lọ hoa chị? Cúc, cát tường với lily. À, cho các bạn xem qua cái nhà. Đây là cát tường phải không chị? À, cát tường này nhiêu chậu chị? 50.000 chậu. Nó bông này nó mấy màu? Có màu tím thôi phải không? Đây là cát tường nha các bạn. Chị vào, có người hỏi số điện thoại mua thì có cho không chị? Để cho số điện thoại đi chị. 0947 490 434 0947 490 434. Chị vào. Dạ, địa điểm bán ngay trường Lương Thế Vinh, đối diện với dạ đường 30/4 nha các bạn. Đây nè, chị rất là dễ thương nha các bạn. À, tiếp theo một cái loại hoa rất là đẹp và nhiều bông nữa là hoa lily này các bạn ơi. Hoa lily này nhiêu chậu chị? Bây giờ mình hỏi giá sơ qua rồi sau mình sẽ review cụ thể cho các bạn xem nha. Ly này giá sao chị? Còn cúc Đài Loan 200 một cặp. Dạ rồi, mình bán ba loại hoa phải không? Dạ rồi, em cảm ơn chị nha, để em chia cận chia sẻ cho mọi người biết. Rồi mình đi vô tổng thể nha, từng cái này là 300 phải không, chứ 350 lily hai loại. Dạ 350 với 300 nha các bạn, bên đây là 350 nha các bạn ơi. À, một nhánh vậy nó khoảng 6 bông hết các bạn. 6 7 bông luôn. Bông to luôn và cây tốt nè các bạn xem lại nha. Đây là bông lily này nó khoảng mấy ngày nữa nó nở chị? Tết là giữa phải không? Hoa ly bự nha các bạn. Hoa lily cái đó là 250. Có 300 cặp đó. 350, bên đây 350. Của chị vào nha các bạn, số điện thoại có đọc khúc đầu nha các bạn ơi. Rồi tiếp theo là hoa cát tường nha các bạn. Cát tường chỉ một màu thôi, màu tím. 50.000 một chậu. Bông mê hồn luôn nha các bạn. Bông này là chơi là ngay Tết luôn nè, đậm Tết luôn nha các bạn ơi. Ở đây chị có bán cúc Đài Loan cặp mấy giờ hai á? Các bạn ơi, ly cát tường này có giá 50.000 một chậu nha các bạn. Điểm bán là nằm ngay chỗ trường Lê Thế Vinh nè các bạn, ngay trang chỗ nhà thờ các bạn ha. Điểm bán hoa này là của chị Giàu ha các bạn, số điện thoại cái đọc lúc đầu. Bây giờ mình giới thiệu qua địa điểm các bạn cùng xem nha.
phía trước đó là chỗ ngã ba Trần Ngọc Quế ha các bạn, đi xuống Tầm Du và đi thẳng là hướng về Vincom, và cổng phía trước là cổng trường Lương Thế Vinh. Đây là Cúc Đài Loan. Cúc Đài Loan đây mình khoảng mấy trăm cặp vậy? 200 ngàn một cặp, nhưng mà nguyên cái dãy này là mấy trăm cặp? Nguyên cái dãy này cỡ 200 cặp không? 200 cặp ha. Quá trời nhiều, quá trời đẹp luôn nha các bạn, tha hồ lựa nha. Lụm lửa quẹo lửa nè. Hoa rẻ đẹp bông nhiều. Các bạn. Đây xin giới thiệu lại với các bạn nha. Đây là những cặp cúc Đài Loan nè các bạn. Số cho bạn xem số lượng cây nha. Chậu vừa. Nhưng mà bông thì rất là nhiều. Có giá là 100 ngàn một chậu, 200 ngàn một cặp nha các bạn. Đây là điểm bán của chị Giàu nha các bạn, từ Phong Điền ra nha. Có khách hỏi này các bạn, thấy hoa ly là các bạn mê liền nha. 200. Rồi các bạn ơi, cúc Đài Loan chậu vừa có giá là 100 ngàn một chậu, 200 ngàn một cặp. Các bạn liên hệ số điện thoại chị Giàu lúc đầu nha. Hoa vừa nở và hoa còn búp nụ còn đủ luôn nha các bạn. Đây là chậu hoa còn búp nè, vừa mới vừa bung nè, bung nụ nha các bạn. Hướng phía trước là hướng khoảng vài trăm cặp cúc Đài Loan hay các bạn. Giờ mình đi một vòng cho các bạn xem, đi thẳng nha. Điểm bán bông các bạn, trường Lương Thế Vinh nha các bạn.
kết thúc video mình xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực. Mình kết thúc ở góc hoa Cát Tường này luôn. Kết thúc ở đây, cũng mong sự kính chúc tất cả cô chú, các anh chị và các bạn một năm mới cũng Cát Tường luôn nha.